rồi tới giữa cha mẹ, anh em, chồng con nữa, thì chúng ta thấy là cả một vấn đề. Như tôi có kể câu chuyện đó, người có chồng mà chồng là trung thần, là định thần, ông cha là trung thần, và bây giờ ông chồng tính là lập cái kế là giết vua, mà ông cha lại là trung thần thì giết vua là giết luôn ông cha. Rồi cô vợ cô không biết như thế nào là đúng. Nếu mà giết vua thì giết cha, thì cha chết. Còn bây giờ cho ông cha hay thì ông chồng mình phải chết. Chồng mình là định thần tính giết vua. Vậy thì nếu cha còn thì chồng chết, mà chồng còn thì cha phải chết. Bây giờ như thế nào là thiện, như thế nào ác, như thế nào là phải, như thế nào là quấy. Bị nó thấy là nó khó khăn ở chỗ đó. Thành ra Đức Phật từ xưa là Ngài tài tình, là Ngài giải quyết tạm vấn đề đó. Khổng Tử cũng giải quyết mà tôi thấy không ổn. Thành ra cuối cùng ông mới đi hỏi bà mẹ: thưa mẹ, giữa cha với chồng cái nào quan trọng? Bà mẹ bà khôn, bà nói cha cũng quan trọng mà chồng cũng quan trọng con. Nó không, bây giờ con phải hy sinh giữa hai người, con lựa một người. Bà mẹ mới biết có chuyện rồi, bà trả lời rất khôn. Bà nói: con à, tình cha con là tình thiên nhiên của trời đặt, chết cha không thể tìm người cha thứ hai nữa. Chứ bà không nói ai quan trọng. Tình vợ chồng là tình nhân tạo, tức là con người tạo ra, con người lấy chồng, con người xếp đặt. Còn cái tình cha con là do cái trời đất, cái nhân quả nó đi vào đó, để đền ơn báo nghĩa báo oán. Thì tình vợ chồng là tình nhân tạo, mất chồng có thể tìm chồng khác. Thì đứa con nó biết rồi là ai quan trọng rồi. Bà khôn, cuối cùng nó mới kể chuyện hết cho bà mẹ nghe. Bà mẹ nó: còn sớm, con mới có 12 giờ đêm, để cho cha con hay, cha con sẽ giải quyết. Thì lấy gậy ông đập lưng ông, lấy kế của ông rể, ông chồng, cho tụi trung thần hay, thì nó đào cái hầm rồi. Ông vua với trung thần ở đó, nịnh thần nó rút ra phía sau. Khi mà cho hay giật dây một cái thì cái hầm sụp xuống, thì ông vua với trung thần chết hết. Thì tụi nịnh thần nó lên, nó cúp ngồi, nó ra phía sau mà, nó biết cái hầm ở chỗ nào. Thì sau khi bắt mấy thằng lính của ác thần lên rồi, thay lính của trung thần vô đó, ban đêm mà đâu có ai hay gì đâu, thì tụi ác thần nó đâu có biết. Thì cuối tuần sau khi ra ra lệnh rồi đó, thì nó kêu vua rút lui ra một cái rồi, thì nó giật cái hầm xuống, thì ông vua thấy giật mình. Ông vua nói: chuyện gì vậy, chuyện gì thế? Ông nói: bệ hạ rút lui ra khỏi chỗ này rồi bệ hạ sẽ thấy. Thì nó ra lệnh cho tụi, bây giờ bên nịnh thần nó ra lệnh 3 lần rồi, mà lính là lính của trung thần, thay thế đâu có ai. Rồi thì nó rút xuống một cái thì cái hầm sâu vậy rồi, thì ông vua có mặt xanh lè. Nếu mà nó giật một cái là mình chết. Mà hỏi gì thì mới nói tụi nịnh thần vậy. Ông vua mới sai bắt tụi nịnh thần bỏ xuống hầm đó, lấp lại. Thành ra mình đào để chôn ông vua và trung thần, cuối cùng chôn nịnh thần hết. Thì ông chồng phải chết, cha mình còn. Thì sáng Khổng Tử nghe câu đó, khẳng thấy nó hay cho mụ già, hay cho bà lão. Nếu mà ông chồng là trung thần, cha của cô đó lệnh định thần, rồi bà lão xử làm sao? Bà sẽ xử làm sao? Mai là ông cha là trung thần, nếu ông cha là lệnh thần thì bà lão sẽ xử sự làm sao? Thành ra giữa vua, giữa cha mẹ và giữa chồng ai cũng quan trọng hơn. Hồi nãy thì cha quan trọng hơn chồng, bây giờ vua với cha ai quan trọng hơn? Chúng ta thấy cái cuộc đời nó rất là khó xử, rất là khó xử. Thành ra có người nói làm người thì khó, làm chó thì dễ, nhưng mà thật sự chó còn khó nữa. Chó là súc sanh đâu có sự hiểu biết. Thành ra Đức Phật mới đưa ra cái giới luật. Cái giới luật là trung đạo.
Vì cái gì kẹt là chúng ta phải trở về giới luật. Nhưng mà giới có nhiều cái không giải quyết được. Thành ra Đức Phật mới nói đạo Phật đó là giới, là định, là huệ. Cái giới nó giúp cho cái định lực mình càng ngày càng mạnh. Mà định lực càng mạnh thì giữ giới càng dễ dàng. Mà giữ giới càng kỹ càng thì cái định lực càng mạnh. Chúng ta phải nắm chỗ đó. Thành ra nghe ông Thiền Đạo hỏi, tôi biết ông này không có giữ giới. Tôi mới hỏi, thì quả thật là không có giữ giới. Cái sát sanh là thú hoài rồi nó phá mình làm sao mà yên được. Ngồi cái tâm nó tán loạn, mà tán loạn là do những cái linh hồn của loài thú, nhất là mày ăn gà vịt heo chó. Thì nó có cái cô gì mà tôi nói Việt kiều vậy đó, bị ma nhập. Tôi nói bây giờ cô có thọ giới có ăn không? Tôi nói, cô nói là không, đi mười mấy thầy không hết. Tôi nói nghe lời tôi không hết, tôi chịu tội hết. Cổ trói cột cổ phải mở, mà dám làm không? Thì tôi đưa ra điều kiện, cổ nói làm thì được, nhưng mà heo chó gà vịt cưỡi suốt đời hả sư? Tôi nói thì phải suốt đời chứ sao, phải suốt đời là khó rồi sư, chắc là không được. Chết chưa, cứ thời gian cho hết bệnh thôi. Tôi nói hết bệnh thì giết lại nữa hả? À, thì nó nhập nó phá nữa. Chúng ta thấy cái ăn là miếng tồi tàn, là không dứt được cái ăn rồi tu cái gì bây giờ. Thành ra cõi trời sắc giới là khó, là trường trai tuyệt dục. Không những là heo chó gà vịt mà còn thú nhỏ cũng không ăn luôn, ăn trái trường mà. Rồi tới 10 giới là các là loài cây cỏ đại thụ của thọ lớn cũng không được chặt. Tới tỳ kheo như quý sư là cỏ cũng không được nhổ, vô cớ là nhổ không được. Cái sự thấy cái giới nó lúc cho cái định lực mình càng ngày càng mạnh. Mạnh để làm gì? Để có cái tư tưởng trong sáng, có cái trí tuệ. Thành ra giới giúp cho cái định giúp cho cái giới dễ giữ. Mà cái định lực càng mạnh chừng nào thì cái tư tưởng, cái trí huệ càng sáng chừng nhảy. Mà trí huệ đây là trí huệ của tư tưởng à, chứ không phải Bát Nhã nha, chúng ta nên nhớ. Mà nếu cái tư tưởng, cái trí huệ mình càng sáng thì mình cái định lực mình càng mạnh. Mà định lực càng mạnh thì trí tuệ càng trong sáng. Mà trí tuệ càng trong sáng thì chúng ta giữ giới dễ dàng. Mà giữ giới kỹ thì cái trí tuệ càng trong sáng. Thành ra chúng ta thấy giới định tuệ liên can nhau một cách chặt chẽ. Thành ra bất cứ người nào bệnh tới tôi là hết thôi, nếu mà chịu chịu làm. Đừng có đi thầy nào, không ai cứu mình được đâu. Tôi nói thiệt, mà nếu mà cô đi mà có chục người mà hết luôn, tôi xin xin chịu tội. Tôi xuống địa ngục. Mình trói cột mình phải mở chứ. Mở bằng gì? Giới định tuệ. Mà đây là mới giới định tuệ của người trời đấy, chưa qua Bát Nhã đâu. Nhưng mà chính cái chỗ này là giúp cái bàn đạp cho mình nhận lại cái bất tử. Mà muốn nhận lại bất tử mình phải có sự trăn trở. Hết giờ của tôi tới đây hết đó. Tôi muốn tới giảng cho rành nhưng mà thời gian không có, 55 phút đâu eo, thì tôi giờ tôi hết rồi đó. Thì giờ tới quý vị thì tới chúng ta giảng lại nữa. Mới có vô có cái truyền cái thứ nhất à, mới niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, còn khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trạng thái ra khỏi trạng thái chìm đắm. Mà cái này là cõi trời dục giới. Rồi sau chúng ta đi khỏi trời sắc giới cũng bao nhiêu đó, mà chúng ta cái tâm nhu nhuyễn có thể điều khiển nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà xin thưa tôi chưa làm được nha. Hồi đó tôi không biết cái vụ này, phải biết chắc có thể tôi làm được. Lúc đó là thân thể nó khỏe, bởi vì nó đòi hỏi điều kiện. Cái dở của thế giới mà hiện tượng là phải đủ điều kiện. Thân thể khỏe, không khí tốt, ăn uống cho điều độ. Bây giờ ăn uống đâu có đồ tên là đồ hóa học, còn bây giờ khó nhập định. Hồi xưa thì dễ đó, xưa ít có đồ hóa học đâu. Và cái hoàn cảnh chung quanh phải thầy sáng bạn lành, thành ra bây giờ khó nhập định lắm. Nhưng mà mấy vị cũng phải biết, thành ra tôi cũng ở đây cũng mang tiếng đó là bất Bát Nhã. Mà Bát Nhã tôi nói ở à, Vót Nhã cũng được, không làm được nhưng mà có được
một cái hiểu biết, có được cái bánh vẽ, sau này mình làm bánh thiệt thì nó cũng dễ dàng. Cũng như A Nan đó, ai bạn A Nan chỉ cho ông Đề Bà Đạt Đa đắc ngũ thông, mà ông có không có thông nào hết, mới đắc quả nhập lưu mà giáo hội người ta là A La Hán hết. Đức Phật chết rồi ông khóc, nhập lưu rồi còn khóc, còn phải về láng tỉnh quen. Có về láng thấy mình kém độn căn quá, Đức Phật chết mình nhập diệt tọa tưởng định bỏ xác luôn, nhập lưu đâu có bỏ xác được. Rồi cuối cùng Ca Diếp mới là bức bức xúc ông, ép ông đuổi ra khỏi giáo hội, không cho trùng tiên lại. Ông khổ quá thì có giáo pháp rồi, ông đem ra thực hành Đắc La, trong một đêm Đắc La. Thì chúng ta thấy có bánh vẽ nó ít lợi chứ không phải không. Thì tôi nghĩ tôi giờ quý vị có bánh vẽ cũng được, thì tôi cũng là có bánh vẽ thôi. Quý vị bất nhã thì tôi cũng là bất nhã tổ nữa. Thì thôi kệ nó, ha, thì mình cũng cố gắng học giáo pháp cho nó vững. Rồi mai ra khi mà mình kẹt quá, mình có thể đem ra áp dụng rồi mình đắc quả không chừng. Ha, nếu mà rủi ro mà đắc quả thì cũng được. Còn không thì mình xin về xứ Cực Lạc của Phật Di Đà. Thôi bây giờ của tôi xong. Ha, giờ tôi nhắc lại tới bài vở á trả của quý vị. Rồi kỳ tới chúng ta nói về trạm xe của Phú Lầu Na với Xá Lợi Phất, thì cũng vấn đề tư tưởng vào Bát Nhã nhưng mà trình bày một cách khác, nó tương đối sáng tỏ hơn. Thì giờ tôi kể lại câu chuyện của Huệ Năng và Huyền Giác, rồi một rồi Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế, và quý vị muốn trả cái nào trả. Rồi kỳ tới chúng ta kể thêm cái chuyện của Phú Lợi Na và Xá Lợi Phất mà tôi đã cũng đã có giảng 2-3 lần rồi. Thì ở đây câu chuyện của Quyền Giác và Huệ Năng. Thì Quyền Giác cũng là một tu sĩ ở thời Lục Tổ, tức là đây cách đây cũng là cả trăm năm, gần cả ngàn năm đó. Thì ông cũng là một người tự tu thì chắc có chứng đắc, thời buổi đó là thời buổi còn trong tượng pháp mà, nhưng mà ông không biết là không ai thọ ký, ông cũng sợ mình lọt lưới ma. Sau khi gặp quyển sách thì là đệ tử Huệ Năng, được Huệ Năng ấn chứng là đã đắc quả. Nhưng mà cái lời lẽ thì nó không vững vàng, thành ra hai người đối đáp rồi thì Quyền Giác nhờ Quyền Sách thọ ký cho mình. Quyền Sách nói tôi không dám đâu, thì có Huệ Năng thọ ký cho tôi, thì bây giờ ông có thể tìm tới Huệ Năng, nếu đi tôi dẫn thì ngài đi. Thì hai người đi đến đó thì Quyền Giác đi 3 vòng, mặc áo như quý sư trừ cánh tay, nó là cái kính trọng á, chắp tay xá cho không lại. Thì ông muốn thử coi Huệ Năng nếu đúng là thật sự là đắc quả thì ông quỳ lại, còn không là xá đi về. Ông đến đây không phải là tìm pháp môn tu, ông biết tất cả pháp môn đều là dối gạt, tìm cái đi thẳng vào cái thánh quả. Thì ông đã đi vào thánh quả rồi, ông biết là không có pháp môn, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật chứ không có pháp môn nữa. Thì Huệ Năng mới hỏi: đại đức từ đâu đến mà tự cao quá vậy, tự cao ngã mạn quá. Ông nói sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Thì Huệ Năng biết tai chị, sao không ngay cái sinh tử mà nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường. Thì đạo Phật có 2 câu đó thôi, mà câu A La Hán, mà câu Như Lai, có vậy thôi. Thì ông mới đưa ra là không có pháp môn, nhận lại sao không ngay cái sanh tử, nhận lại cái vô sanh. Ngài nói nhận lại tức là vô sanh, liễu tri tức là chân thường. Thì phải năng hay, nói hay quá, hay quá, ông đúng rồi. Bây giờ mới quỳ xuống lại đàng hoàng, biết Huệ Năng là không có pháp môn.
Con người trực chỉ chân tâm mà kiến tánh thành Phật. Thì sau khi lại rồi đó, thì ông xin Huệ Năng ở lại hầu tổ. Huệ Năng im lặng nhận lời. Thì hầu đó 2 tiếng hồ ông xin về. Huệ Năng nói chà, tai nổi này mới thử một cái mà không biết có thật sự là đúng không hay là sách vở. Để mình đi sâu nữa coi. Sách vở cũng có thể trả lời được. Nếu đi sâu nữa mà ông linh động trả lời thì đó là chứng đắc rồi ai là gia của ông. Chứ không phải sách vở nữa. Bây giờ sách vở rất nhiều đó. Tôi cũng là sách vở đấy. Chứ không phải là chứng đắc đâu. Thì vậy nào mới hỏi về sao mà chống thế, về sao mà mau quá vậy? Thì mau là hiện tượng giới, là tư tưởng. Ông bắt ngay được vệ năng thọt mình. Vốn mình chẳng động lấy gì chống chạy. Ông kéo về bản thể. Vốn mình chẳng động lấy gì chống chạy. Thì vệ năng mới kéo về hiện tượng. Ai biết không động. Thì huyền giác kéo về bản thể. Tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Tự ngày chẻ cái dòng nước ra thành lượng sống. Tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Thì Huệ Năng khen. Khen mà thọt trong đó. Cái mũi dao nằm đó. Nếu mà ngài chụp lấy cái tiếng khen tôi là ngài bị đâm chết liền. Ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Ông hiểu được cái vô sanh. Tôi đưa ông vào cái thế đó. Ông thoát được như thường. Ông hiểu được cái ý vô sanh. Thì huyền giác thấy là Huệ Năng khen mình. Và trong đó có một câu thọt trong đó. Nếu mình chụp cái tiếng khen này là ông đâm mình chết liền. Thì huyền giác mới nói. Vô sanh mà há có ý nữa sao? Đã nhờ vô sanh mà có tư tưởng vô sanh. Đã là bát nhã mà có tưởng về bát nhã. Thì đâu còn là bát nhã nữa. Thì Huệ Năng độc đáo đáp một cái cuối cùng đó, đặt 3 cái tư tưởng vào trong cái bát nhã. Không ý thì ai phân biệt đây? Cái này là cái cứu chết, không có lối thoát nữa. Hồi nãy 1 cái tư tưởng, 1 cái mũi dao đâm vào, rồi 2 mũi dao vào đâm luôn 3 mũi dao một lượt. Nhưng mà nếu huyền giác là đắc quả thì dư sức thôi. Ông nói phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Thì Huệ Năng biết ông này là chín chắn rồi. Là đã 9 mùi và bát nhã. Ông không có dí ông cách nào được. Dí 1 mũi tư tưởng ông thoát được. Dí 2 mũi ông thoát được. Dù dí 3 mũi luôn ông vẫn thoát được. Thì nói thôi được. Bây giờ ngài ở lại 1 đêm. Ông ở lại 1 đêm. Sáng mai ở đi. Thành ra ta kêu là 1 đêm giác ngộ. Thì thôi câu chuyện hết. Thì ở đây tôi muốn nói quý vị về vấn đề nhận thức. Nhận thức giữa tư tưởng và bát nhã. Từ xưa giờ người ta cứ phân biệt bát nhã tư tưởng là người ta chỉ biết tư tưởng, không ai biết bát nhã. Rồi khi nói bát nhã người ta tưởng đâu có niết bàn là ở trên trời. Không ngờ niết bàn ngay trong tam giới. Cái tịnh độ ngay trong quế độ. Người ta tưởng cái quế độ là chúng ta đang ở đây cầu sanh về một thế giới tịnh độ nào khác. Nó chân chính từng mây. Mà không ngờ tịnh độ là ngay tại đây, ngay bây giờ và tại đây. Còn cầu đi đâu nữa? Quý vị thấy tôi giảng nhiều khi tôi mâu thuẫn. Nhưng mà sự thật không mâu thuẫn đâu. Đi sâu rồi, bây giờ mới biết. Nếu chúng ta đi tìm niết bàn là tịnh độ. Mà tìm niết bàn ngoài cái thế giới quế độ này thì làm gì có? Cái thứ gì tịnh độ thì ngay ở trong thế giới quế độ, mà ngay rồi từ sau mình còn cầu giáng sanh. Cái đó cũng là cái thắc mắc. Thì chúng ta đã nhớ rồi, bát nhã nó sẽ trả lời hết. Cái đó là cái khó khăn mà tôi muốn hỏi quý vị đấy. Giờ tôi muốn gài quý vị vô đó. Thì biết bao nhiêu câu trả lời mà không trả lời nào mà nắm cái cốt lõi hết. Lướt lướt ở trên không, không có đi vô sâu vào cái ý tôi muốn giảng.
Rồi chính cái bài kinh 66, 10 câu hỏi cũng vậy. 7 câu hỏi là xong hết bài kinh 66 rồi. Tôi đặt câu hỏi số 8, số 9, tôi gài quý vị vô cái 7 đó. Và cuối cùng quý vị kẹt vào cái 7 đó. Nhất là câu thiền. Tôi nói là tôi kể ra luôn. Có lọt qua rồi tôi nói là kỳ sau trả lời lọt nữa, tôi cũng rầy nó. Không phải vậy, kỳ số 3 cũng trả lời cũng lọt nữa. Cục cứng ghê ạ. Cứ lẫn quẩn thấy tư tưởng không mà tôi không phải giảng vậy. Có cái câu trong đó nói là nếu ai cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở trước thì tham tìm yên sẽ tì tăng. Ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì si sân tìm yên tì tăng. Ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi sự đoạn diệt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly thì vô minh tìm yên sẽ tì tăng. Tôi mới đổi lại. Nếu mà ai cảm xúc với lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi sự đoạn diệt được không? Ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà hoan hỷ tán thán trú ở trước được không? Thì quý vị có trả lời lẫn quẩn trong câu hỏi đó. Thầy cổ làm 3 lần mà tôi chưa kêu. Tôi tính kêu hết pháp hội là có đưa tay có làm trước hay à? Thì lần đầu và lần thứ nhì thì tôi thôi rồi không có kêu nữa. Mà cổ có đưa tay làm nữa, lần thứ ba cũng đưa tay làm nữa. Thì bây giờ cái này tôi cũng cả xử cả giáo hội, con có hiểu được cái ý tôi không? Mà tôi thấy cũng chưa ai hiểu được, có mình là cô Diệu Thái vậy đó, tương đối. Thì thôi giờ chúng ta trở lại, đó là câu hỏi thứ nhất về quyền giác và vệ năng. Rồi câu chuyện thứ hai về Bồ Đề Ma và Lương Võ Đế thì cũng giữa tư tưởng và Bát Nhã. Thì Bồ Đề Ma tượng trưng cho Bát Nhã, Lương Võ Đế tượng trưng cho tư tưởng. Thì chúng ta thường tưởng tư tưởng Bát Nhã là hai cái khác nhau thì sai, mà chúng ta tưởng tư tưởng Bát Nhã là hai cái là một thì trật. Cái thế giới của Đạo Phật nó khó chỗ đó, là hai là sai mà một thì lại trật. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta trả lời sao, mà cái cốt lõi như thế nào để từ nay chúng ta, nếu mà chúng ta chia tùm lum chúng ta làm sao tu? Mà chia tùm lum là gì, còn vô thì có cái một, nắm cái một đó là chúng ta đi vào tất cả pháp môn pháp giới. Thì Bồ Đạt Ma nổi tiếng từ bên Ấn Độ qua đây là con người thay thế cho Phật. Tổ là thay thế cho Phật, cho chánh pháp. Thì ông Chí Công Thiền Sư mới cho biết, do Lương Võ Đế biết đây là thánh nhân đi qua thăm bệ hạ, thì ngài tiếp một cách long trọng, ra tới ngài biển đón mà. Thì khi Bồ Đạt Ma mà đi trên nhánh lao, vải trên vai cái nhánh dương có 2 chiếc dép, thì gặp Bồ Đề Đạt Ma, gặp Lương Võ Đế luôn đó, hỏi là bệ hạ, từ trẫm từ lên ngôi về đó cất hơn 72 tiếng chùa, độ hơn 3.000 tăng, như vậy có công đức gì không? Công đức là có trí tuệ không, có bát nhã không? Thì Bồ Đạt Ma đâu không có công đức, không có bát nhã, mất gì hết. Không hỏi gì chắc có đó cái gì. Cái này là cái vấn đề của quý vị đó, đi quỷ lao, đi bố thí giúp đỡ người khác có công đức gì không? Bồ Đạt Ma trả lời không có công đức mốc gì hết. Ông nói vậy chứ có đó cái gì? Cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Hôm trước có ai hỏi cái vụ hữu lậu vô lậu nói không? Thì nghe ông Nhân Thái nói cái hữu lậu không phải đó đâu sư ơi. Cái hữu là hắc ưu hỏi đó, chứ không phải hắc ưu hỏi. Tôi nói trời ơi vậy mà viết hữu lậu kia tôi đâu có biết. Chừng nào viết cho nó rõ. Cái hữu kia là hữu bại, tức là xấu xa đê tiện. Hữu lậu mày là đồ hữu lậu, chứ không phải cái hữu lậu của Bồ Đạt Ma này, của Phật giáo. Mà viết là hữu lậu hắc ưu hỏi. Cái hữu kia là hắc ưu hỏi. Hữu là thô tháo, là đê tiện. Lậu là rỉ ra, mày rỉ ra cái thê đê tiện, tức là con người mà mở miệng chửi thề, sống đời sống mà trộm cướp, gian tham ăn cắp, được cái đó kêu là hữu lậu.
chữ hữu khác là chữ hữu khác, hắc ư ư hỏi khác mà hắc u hỏi khác, mà viết vô hỏi tôi mà tôi không biết là muốn hỏi cái nào. Nó có phải danh từ Phật giáo không sư? Cái đó là phân từ ở ngoài đời. Thì tôi qua rồi đó, thì đó là ông dân tới rồi tôi hay là cái hữu đó là hữu, cái hữu chìm hữu nổi đó, chữ hắc ư hỏi đó, chứ không phải chữ hữu lậu đó. Thì lậu cũng là rỉ ra là tham sân si đấy. Thì thôi chúng ta trở lại, thì sau khi hỏi vậy rồi thì Bồ Đề nói không có công đức gì hết, đó là phước báo nhân thiên hữu lậu thôi, có hưởng thì có hết. Như vậy nhớ nằm ở vậy đó. Rồi vừa đọc cái Lương Võ Đế mới nói tụi tôi có học giáo pháp của Chí Con Thiền Sư cũng như là Phật tử đây có học giáo pháp của Sư Khang đấy mà. Vậy thì đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tụi tôi cũng biết chứ. Đó, công đức là đệ nhất nghĩa thánh đế, là danh từ khác. Đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tôi cũng biết đệ nhất nghĩa thánh đế chứ, là trí tuệ. Tôi mới hỏi ngài là tôi đạt được cái đó, công đức là cái đệ nhất nghĩa thánh đế. Thì vừa nói nó quách nhiên vô thanh, không có thánh phàm mốc gì gì hết. Thì chết chưa, nói là bao nhiêu là bị chặt đứt hết. Đệ nhất nghĩa thánh đế không có. Rồi đọc mà Lương Võ Đế mới tức. Vậy chứ ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là đệ nhất nghĩa thánh đế hả? Tôi đây là phàm phu, ngài là thánh tăng, phải vậy không? Thì Bồ Đào Ma nó không biết, không biết cái vụ đó. Thì Lương Võ Đế cục cục hứng tiêu ngữ như gà mất mẹ, thì thôi không tiếp nữa, bỏ về không có long trọng tiếp nữa. Thì Bồ Đào thấy là cái ông này không có thể tiếp nhận Phật giáo được, không tiếp nhận cái đạo được, mà chỉ có nhân thiên thì được. Thì Bồ Đào mới dọt đi qua nước khác. Rồi sao về mới trở về mới hỏi Chí Con Thiền Sư phải là thánh không? Sư nói là Quan Âm đại sĩ đấy ngài. Rồi vô đó đấy mới dậm chân vỗ đùi tức trời đất ơi. Như thế là trẫm có mắt mà như đuôi, có tai như điếc. Trẫm gặp thánh nhân mà trẫm không tiếp thu được cái gì hết. Lập tức cho quan quân rượt theo để khiếm Lương Võ Đế. Nhưng than ôi con chim đại bàng nó đã vỗ cánh rồi thì không thể tìm được. Thôi câu chuyện tới đây tạm, vì thời giờ nó có ít, chứ đúng là tôi hôm trước tôi có kể tiếp đó nha. Thì bữa nào rảnh để thì giờ quý vị trả bài nha. Thì bây giờ tới bắt đầu quý vị trả bài như vậy, thì chúng theo cái bài này chúng ta hiểu lầm, chúng ta không còn làm phước nữa, không còn tu cất chùa nữa, thì cái lầm nó nguy hiểm. Bây giờ vẫn tiếp tục cất hay không, vẫn tiếp tục làm phước độ tăng giúp đỡ các sư tu, các tu sư sư cô tu hay không, hay là không làm, làm hay không làm? Đó là cái câu hỏi tôi đặt ra để quý vị thấy là quý vị lọt vào trong đó. Mà tôi đã giảng nhiều lần rồi mà quý vị không nắm được cái ý của tôi nói, thì thôi giờ tới quý vị trả bài giấy. Bây giờ tôi có ai, tôi xin thưa heo là thì giờ chúng ta ít, ở đây tôi muốn biết cái trình độ của quý vị, để rồi quý vị nào mới đó, cái mẫu giáo đó, thì nghe pháp tôi từ nay tôi đi sâu á, thì tất nhiên không hiểu nữa. Thì có một số nào giỏi đó, xin giúp đỡ những người mới, để cái trình độ của pháp hội chúng ta nó tương đương nhau, đằng tôi mới có thể đi sâu được. Tôi không nỡ bỏ những người quá thấp, mà cứ giảng cho mấy người cao không. Thì tôi cố gắng làm sao giảng cho bậc tường độ cao, tường độ bậc trung. Còn quá thấp cũng có thể nâng lên. Còn ai mà lười biếng quá thì đành chịu thôi, chứ tôi không tính bỏ. Nghĩa là có thể nương vào các bạn mình đã đi trước mình. Ở đây không ai giỏi ai dở đâu, người nào bền chí thì người đó giỏi thôi. Đối đạo Phật là không cần vấn đề thông minh hay ngu si gì hết á. Người nào có chí thì trở nên thông minh thôi. Những cái trường hợp của tôi nói thật, ví dụ xưa tôi mới đi học tôi rất là ngu, tôi đã từng kể mà.
trong lớp học mà 60 đứa tôi đứng hạng 58, tức là hạng gì? Hạng ba, bác ở dưới đếm lên. Tôi đến nỗi ông thân cho nghỉ học, ông thầy Trung mới cho một câu là tôi đau tới bây giờ, mà chính nhờ câu đó mà tôi tiến lên được. Ông nói là văn chương phú nhục chẳng hay, thì trở về đồng ruộng học cày cho xong em về cày cuốc đi em ơi, em không thể học được, em ngu quá, ngu đi, ngu chí ngu, không thể đời sống em không thể làm cái gì được hết. Mà tôi nghĩ tại sao mà ổng làm thầy được, mấy người kia hạng nhất hạng nhì được, rồi mình cũng là người như người ta, tại sao mà không được? Tại mình làm biếng thôi. Rồi từ đó về sau là tôi bắt đầu siêng năng, thức khuya dậy sớm để dùi mài kinh sự. Thì ngày quay ở quay khác, từ đó là tôi tự học nhiều. Sau này tôi nhảy lớp không, mà tôi đi qua lớp học tới lớp 3, thi 3 lần rớt hết. Lớp 3 là đó tôi kêu là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 1 Enfantin, lớp 3 Preparatoire, lớp lớp 4 đó là lớp dự bị, còn lớp 3 đó thì thi bằng sơ học. Rớt 2-3 lần. Còn thân nói mày ngu quá, thôi mày nghỉ qua học tiếng tạo. Nhưng bây giờ tôi mới biết chữ Hán. Học chữ tạo. Chữ tạo thì lúc đó lớn rồi phải nhảy lớp. Lúc đó là bắt đầu ấy rồi đó, rồi cũng là lận đận lưỡi tàu, rồi ông Diệm cấm 11 nghề, tính gọi là tài phú đấy. Tài phú rồi đó giàu lắm, rồi đó là người tàu buôn bán dữ lắm mà, giàu có lắm. Thì thiếu người kêu, chúng ta kêu giờ kế toán gì đâu, rồi học làm tài phú thì lương lớn. Ngoài người đời thì thích làm sao con mình được lương nhiều, vợ đẹp và lương lớn. Thì qua học thời gian rồi, tới lớp 6 mà tới học có 3 năm mà 6 lớp. Lúc bây giờ nhảy á, nó lại lớn rồi, tuổi lớn rồi. Rồi ông Diệm cấm 11 nghề, dở mộng, tức là không cho người Tàu buôn bán nữa. Phải vô bất tịch Việt, mà người Tàu nó cứng đầu lắm, không có chịu vô. Người Việt gốc qua, gốc dẫn gốc Tàu thôi. Rồi ông cấm 11 nghề, thì thấy nó kẹt rồi, không là chứ cho học coi chữ Việt lại, đi thi sư phạm, lương lớn, ăn lương của Mỹ, Isom. Thôi bỏ chữ Tàu qua chữ Việt. Thôi tôi kể cho quý vị biết, từ đây là bắt đầu tôi bắt đầu tiến hóa rồi đó. Vô học hạng nhất hạng nhì không? Rồi đó đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ, 4 năm. Tức là bây giờ kêu là lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, 4 năm. Tôi học có 2 năm, lấy 4 lớp. Biết là tự học không, rồi đó chương trình nó có bán sách sẵn, mua về coi. Đi thi trung học là đậu liền, thi vô sư phạm đậu liền, rồi vừa học sư phạm vừa thi tú tài một, tức là đệ tam đệ đệ nhị. Học có năm bỏ đệ tam luôn, học thẳng vô đệ nhị. Đệ tam cũng phải ôn, không ôn làm sao qua đệ nhị được, phải tự học nữa. Thi ra sư phạm đậu, thi tú tài rớt, mà rớt là rớt cót nữa, rất có, tức là rất không được thi lần thứ nhì nữa, lên bảng vàng trên quốc gia giáo dục đề tên tôi là rất có 3-4 người rất có, rớt mà không đủ điểm để mà thi lần thứ hai. Rồi đó thi lần thứ nhất rồi rớt, còn đủ điểm để thi lần thứ hai, không đủ điểm thi lần thứ hai. Thôi cuộc đời nó cũng khổ á, rồi vừa dạy học vừa ôn thi tú tài lại. Năm sau đậu tú tài, tự học có đậu luôn. Thì chúng ta biết là cái gì cũng do cái bền bỉ, cái ý chí mình phải thật mạnh. Rồi đang đi học rồi tôi thấy cuộc đời nó bê tha quá. 10 ông thầy giáo có tôi trong đó, có mình tôi, không có gia đình tôi, không có vợ con. 10 ông kia ông nào nấy cũng 3-4 bà vợ không, không có gia đình nào ấm cúng hết. Do đó mà tôi có cái ý chí là muốn đi tu mới coi. Hồi đó thì dạy sướng lắm. Ngày dạy có 5 tiếng à, sáng 8 tới 11 giờ, chiều 2 giờ tới 4 giờ thì giờ rảnh ra. Nghỉ thứ bảy chủ nhật, 2 ngày liên tiếp. Một tháng 7 trường, 3 tháng không làm cái gì. Hồi đó không có vấn đề học thêm như bây giờ đâu. Mà đó học vậy mà giỏi hơn học sinh bây giờ nhiều. Rồi 3 tháng hè đó tôi mới coi kinh. Tôi mới bắt đầu tu thiền. Tu thiền nó sáng thiệt nha. Nhờ cái định lực đó mà tôi ý chí tôi lướt qua hết. Tới chừng mấy ông sư phạm trước tôi đi sĩ quan hết, thì mình tôi lại làm sư phạm, lại hiệu trưởng.
rồi mới chết à. Phải xả dao, đủ hết xả dao, ông quỳ xuống là phát lương cho lính, là kiếm ông hiệu trưởng. Ông đại diện ở đó kêu, bây giờ chủ tịch nó kêu là đại diện, cũng kiếm hiệu trưởng, chuyện gì của hiệu trưởng. Mấy cô giáo mà đánh ngắt giáo học trò này cũng kiếm ông hiệu trưởng. Hiệu trưởng mới đầy giáo viên được. Mà này nó không khéo nó chửi mình. Nhất là mấy cô giáo có 4 cô, 10 thầy, có 14 lớp. Mà tôi dạy đủ 14 lớp hết. Hiệu trưởng nó không có dạy lớp nào hết, mà nó nghỉ thôi là nghỉ. Nó bị tôi sợ mấy cô là từ đó. Vô đây là tôi gặp mấy cô là tôi sợ. Nó còn sư tử cái mà tôi ghi cuốn. Nhưng mà không có nó là không được. Thì chúng ta phải hiểu. Thì thôi giờ trở lại vấn đề. Thì bây giờ quý vị trả bài. Thì tôi xin thưa rằng thời giờ chúng ta rất ít. Thì ai đã trả rồi thì khoan, tôi còn trả lần thứ hai, thứ ba nữa. Tức là người nào trả rồi đó, tôi sẽ kêu trả lời lần thứ hai. Tức là những người giỏi đó. Còn những người mà dở thì tôi không kêu, là không dám kêu lần thứ hai nữa. Tôi nói không dám kêu. Những người giỏi muốn trả lần thứ hai thì khoan ạ. Nhưng mà lần thứ hai là khó ạ. Tôi bắt đầu là phát đạm á. Tức là tôi dí á. Chứ tôi không phải dễ dàng như vậy nữa. Tôi sẽ hỏi sâu. Sâu chừng nào đụng ở láng tôi. Để coi quý vị như thế nào. Rồi tôi mới giao trọng trách quý vị là giúp đỡ những người mới. Người mới là phải có sự trao đổi. Tôi thấy ông Thiền Khánh Giảng rất giỏi. Nhưng mà ít lợi cho ông, cho mấy người nghe. Không được cái gì hết. Những cái bài tôi giảng ông tóm rất là gọn, rất là hay. Tôi thấy cái bản đề đó, bữa nào tôi cũng đi ngang, tôi lên tôi coi. Tôi thấy ông này hay. Giảng 15 hạng chúng sanh rất là rõ. Địa ngục của giáng vô giáng, ông lấy vật lý sinh lý này kia rồi. Ngạ quỷ súc sanh này kia đó. Vô duyên con mắt, duyên sắc trần hiện, nhãn thức, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, ái, giảng rất rành. Nhưng mà tôi nấy giờ ít lợi cho ông. Người nghe thì hiểu thôi. Mà nếu người mà có sự trăn trở, có sự khắc khoải thì được. Còn không nó nghe lỗ tai nữa, nó qua lỗ tai bên kia. Phải có sự vấn đáp. Thì ai lại gia mình mới chứa chủng tử. Tôi di thức tôi đành mà. Thành ra tôi bắt quy trả bài là chỗ đó. Tôi không muốn cho cầm bủ bối nữa. Tức là ai dạy gia mà phải đầy chút nó tràn ra. Như là niệm Phật tới giai đoạn thứ ba, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Thì đây là định lực, định sanh hỷ lạc. Thì quý vị sẽ qua vấn đề niệm Phật rất dễ dàng. Quý vị chịu khó với tôi mà muốn vậy thì quý vị phải có thì giờ ngồi thiền. Ôn lại những bài giảng của tôi. Bây giờ quý vị có đĩa hết mà. Mở một bên đó rồi ngồi thiền nghe, chứ không phải vừa nấu cơm mà vừa nghe. Tôi thấy có nhiều cô nó mà sư đĩa, sư đầy ở trơn hỏi nghe là cách nào. Con vừa nấu cơm, con vừa ăn cơm, con vừa mở đĩa, con nghe. Tôi nói trời, nghe tử thiết. Nghe pháp lý không phải nghe mà cách đó, nghe bằng chỗ thanh vắng. Rồi nghe rồi nghiền ngẫm. Giống như con trâu mà nó ăn cỏ nó nhả ra rồi nó nhơi lại. Cái nhơi đó mới là cái quan trọng. Mới thành thịt xương máu mủ của nó. Còn bây giờ quý vị nghe có những thiền khánh mà giảng thì quý vị chỉ là nhơi, nhơi cỏ, nhơi rôm. Tức là ăn cỏ, ăn rôm thôi mà chưa có nhơi gì hết. Đâu có ích lợi gì đâu. Chừng nào ông hỏi rồi quý vị trả lời, rồi ông quý vị hỏi, ông trả lời, thì cái này quý vị lại gia phải đầy nhóc. Tôi muốn tới giai đoạn đó đó. Còn giảng hồi xưa tôi lên ông giảng nhiều khi tới mười mấy giờ ông chia làm như là ai tốt đó. Tốt mẫu giáo lớp 2-3 thì tôi hỏi mấy cô nói. Cái bữa nay là cái học của mẫu giáo, còn tụi con lớp 2, lớp 3 thì giảng vậy nó cao hơn. Thì tôi cũng đồng ý vậy là tốt. Nhưng mà phải có sự trao đổi. Mà trao đổi thì người hỏi là phải đầy nhóc những cái chứng tử Phật Pháp. Mà muốn đầy nhóc thì quý vị phải có nghiền ngẫm, có đĩa, quý vị nghe rồi nhớ. Tôi không ngờ có ai lại ra mà đọc đó thiệt nha. Cái bài Lương Vũ Đế Vừa Đẹp Ma đó là tôi đọc là 30-40 năm về trước rồi. Lúc đó tôi đi hành đạo rồi tôi về nằm Vĩnh Long đầy đủ hết. Cái bộ Từ Quang của Mai Thọ Triều 300-400 cuốn.
đóng tập gì bỏ ở Vĩnh Long, bây giờ dường như cũng còn. Rồi tôi về đó thì nằm ở không, rồi đó chỗ đó thanh vắng là ma không à. Về ngủ mà chưa nào ông ấy là bị ma đè, thấy mộ tôi cũng bị đè hai ba lần. Chỗ đó là không có nhà cửa. Cái nước mà quý vị thấy giờ thú quá, hồi đó nước là nước uống đấy. Ở đó không có hồ chứa nước mưa. Múc nước đó xài, tắm, rửa mặt, uống luôn. Mỗi chưa có quý vị có một cái khạp mà thứ cặp da bò của mình đó, chừng một hai đôi là đầy rồi. Rồi để lóng trong rồi uống. Nước thật là ngọt. Nước là nước của sông Cửu Long mà. Còn bây giờ nước là túi chịu không nổi. Hồi xưa không có cái nhà, có nhà của bà Sáu là bà chủ đất đó. Còn chung quanh toàn là mấy chục ngàn cái mã. Cất cốc ở trên mã không. Có cái đường mương người ta trồng cây ăn trái mà. Mương vô đó. Cất cốc ở trên cái đường mương. Trời rất là đẹp. Vĩnh Long là cái chỗ lý tưởng nhất. Tôi đi hành đạo mở tôi về đó tôi nằm tôi coi kinh. Một tủ kinh. Mà chưa có kinh Nam Tông nhá. Đó không có. Có Từ Quang. Với cái gì. Từ Quang với Đuốc Tuệ với Từ Bi Âm cái gì đó ba bốn thứ mà cái đó có năm bảy quyển là có cái Từ Quang là nhiều nhất 200, 300, 400 quyển thì cái bài này nằm ở trong đó mà tôi coi tới nay sao mà tự nhiên tôi ngồi thiền tôi nhớ tôi không biết ai là do mà đọc đâu bây giờ tôi mới hiểu mới triết lý được thì thôi bây giờ tới quý vị ha thì quý vị nào đã trả rồi thì xin khoan trả. Quý vị nào đưa chưa trả thì hôm nay phát tâm trả. Còn không thì tôi phải kêu. Để tôi biết cái trình độ. Và tôi xin thưa rằng mỗi người phải trả. Dầu mà hiểu biết ít thì cũng trả hay biết ít. Mà để tôi biết cái trình độ giáo hội, của pháp hội như thế nào. Nào. Rồi tôi mới gửi một số nào khá khá thì theo quý vị đó. Ai thích người nào theo người đó để cho cái trình độ của cái pháp hội chúng ta tương đương nhau. Thì đó là cái lòng tình thương của tôi vì như vậy đó. Tôi muốn tất cả đều hiểu Bát Nhã hết. Thì cái đó là con đường cuối cùng của Thái tử Siddhartha. Từ xưa là người trời mà không có đạo Phật. Thì bây giờ theo tôi hiểu đó là đạo Phật. Mà không biết đúng hay không thì tôi không biết. Nếu trật thì tôi thành ma. Mà đúng thì tôi thành Phật. Thế thôi. Tôi đã trăn trở 40-50 năm nay rồi. Thì bây giờ tôi mới tìm được giữa tư tưởng và Bát Nhã. Thì giờ tôi muốn đem cho quý vị thấy, quý vị tự làm cái chất liệu để đến con đường giải thoát. Chỉ có Bát Nhã thì thời buổi này chúng ta mới dễ thôi. Còn không là chúng ta phải nhất niệm là chúng ta thấy cuộc sống khó khăn, chúng ta phải cầu vãng sanh về cực lạc thôi. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới, đều vãng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.